Vụ gửi con chữa bệnh, nhận về hũ cho cốt, thêm một gia đình tại Huế tố giác. Một gia đình tại Huế làm đơn tố giác việc con trai họ là cháu HNKT, sinh năm 2013, bị bạo hành gây thương tích trên nhiều bộ phận trên cơ thể. Sau khi được gửi lên Lâm Đồng cho ông LMQ, người nhận chữa bệnh cho một trẻ em chậm phát triển khác, sau đó giao về cho gia đình bé hũ cho cốt gây xôn xao dư luận. Ngày 19 tháng 9, thông tin từ gia đình chị CK, trú tại Thừa Thiên Huế, cho biết, gia đình chị vừa làm đơn tố giác việc con trai là cháu HNKT, sinh năm 2013, sau khi được gửi lên Lâm Đồng cho ông LMQ chữa bệnh chậm phát triển, cháu đã bị đánh đập, bạo hành gây sẹo, thương tích tại nhiều bộ phận trên cơ thể. Ông LMQ, sinh năm 1977, nguyên quán thành phố Huế, tạm trú tỉnh Lâm Đồng, chính là người đã nhận chữa bệnh chậm phát triển cho con trai ông NHN, sinh năm 1977, trú tại thành phố Huế. Nhưng sau đó gia đình ông N bàng hoàng nhận về hũ cho cốt được cho là của con trai, khiến dư luận bàng hoàng những ngày gần đây. Tố giác này chị K gửi cho lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng, khi đơn vị ra Huế làm việc với gia đình chị để xác minh một số thông tin liên quan vụ gia đình anh NHN. Theo chị CK, sở dĩ sau một thời gian dài mới lên tiếng tố giác là do lo ngại vụ việc ảnh hưởng đến uy tín gia đình, cũng như gây tác động không tốt đến tâm lý cho con trai chị. Tuy nhiên, sau sự việc chấn động xảy ra đối với của cháu NLMQ, con trai anh NHN, gia đình chị CK quyết định lên tiếng để tìm lại công bằng cho con trai chị cũng như cháu MQ. Chị CK cho biết, trước khi gửi con cho ông LMQ trị bệnh, chồng chị quen biết, ông Quy qua việc chơi cây cảnh. Năm 2015, ông LMQ có về nhà chị CK chơi, lúc này con trai chị mới được 2,5 tuổi nhưng bị chậm nói, chỉ có thể phát âm từng câu. Thời điểm đó, ông LMQ nói với gia đình chị K là cháu bị tự kỷ. Tuy nhiên, gia đình chị K không tin nên không giao con cho ông Quy chữa bệnh. Đến năm 2016, ông LMQ lại đến nhà chị CK chơi và lại phán với gia đình cháu HNKT bị tự kỷ, chậm phát triển. Nếu không điều trị trước 3 tuổi thì cháu có thể bị điên khùng, dẫn tới nguy cơ tự tử. Ông Quy thuyết phục gia đình chị CK giao cháu HNKT cho ông chữa trị, đồng thời cam kết trong vòng 3 năm nếu cháu không khỏi thì sẽ hoàn trả lại toàn bộ chi phí chữa bệnh. Ông LMQ còn cam kết với gia đình chị K, khi cháu T được đưa lên Lâm Đồng chữa trị, ông sẽ thuê biệt thự có sân vườn rộng để cháu ở và điều trị. Tin lời, gia đình chị CK đồng ý giao con cho ông LMQ đưa lên Lâm Đồng chữa trị kể từ đầu năm 2017, với mức chi phí ban đầu là 50 triệu đồng mỗi tháng. Đến năm 2018, ông Quy nâng mức chi phí chữa trị lên 75 triệu đồng mỗi tháng. Từ năm 2019 đến 2022, số tiền chữa trị tăng lên 100 triệu đồng mỗi tháng. Tương tự trường hợp chữa trị cho con anh NHN, ông LMQ cũng giấu địa chỉ cụ thể nơi cháu T được điều trị bệnh tại Lâm Đồng. Ông LMQ nêu lý do, nếu để gia đình biết và lên thăm con, cháu T sẽ theo người thân về nhà dẫn đến ảnh hưởng kết quả của cả quá trình chữa bệnh. Ông Quy chỉ chuyển thông tin hình ảnh cháu T chữa bệnh tại Lâm Đồng bằng liên lạc điện thoại cho gia đình chị K. Chị CK cho biết, từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2022, gia đình chỉ được gặp con 2 lần. Trong đó, vào tháng 2 năm 2018, gia đình xin đưa cháu T về nhà ăn Tết trong thời gian 1 tuần và không phát hiện có dấu hiệu nào bất thường nào trên cơ thể. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, ông LMQ chở con trai chị K ra Huế. Chuyến đi này, ông Quy cho biết có nhận chữa trị cho một đứa trẻ khác, cháu bị COVID-19 mất nên phải thiêu và đưa về cho gia đình tại Huế. Khi nghe thông tin đó, tôi đến nhà bố mẹ của ông Quy ở đường Nguyễn Bính, thành phố Huế để đón con về. Về đến nhà, tôi phát hiện trên cơ thể cháu có rất nhiều vết sẹo bất thường ở vùng đầu, mắt, môi, tai và chân tay. Tôi gặng hỏi thì cháu kể do bị thầy Quy đánh đập, chị CK cho biết. Sau đó, chị CK đưa cháu T đi khám tổng quát, chụp chiếu chẩn đoán hình ảnh cơ thể, qua đó phát hiện con trai từng bị gãy hai ngón tay út và gãy chân. Khi chị K hỏi con, cháu bé nói bị gãy hai ngón tay là do bị thầy Quy dùng chày đánh, riêng thương tích ở chân là do đạp xe rồi bị té nên gãy. Chị K bức xúc cho biết, chuyện cháu bé bị thương tích trong thời gian được nhận vào Lâm Đồng điều trị, ông Quy đều không thông tin cho gia đình biết. Đến nay, hai ngón tay út của cháu T bị thương tật không thể co duỗi như bình thường, gây khó khăn trong việc cầm bút viết khi học tập. Trước đó, như tin đã đưa, ông NHN, ngụ tại Huế, đến Công an thành phố Huế gửi đơn tố cáo ông LMQ,
sinh năm 1977, thường trú tại đường Nguyễn Bính, thành phố Huế, tạm trú thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, về hành vi chữa bệnh gây chết người rồi tự ý thiêu thi thể con trai của mình.